Tiếp nối những diễn biến của phần trước, sau khi Hazuka quay trở lại trường, Hyori cũng bất ngờ xin gia nhập vào hội ESP. Do vẫn chưa nhận ra tình cảm mà Hyori dành cho mình, vậy nên Manabe nghĩ sự có mặt của cô ở trong câu lạc bộ này sẽ phá hoại thiên đường riêng tư của cậu và Hazuka. Ngược lại, Iriko thì đang cảm thấy vô cùng vui vẻ vì năm nay lừa được khá nhiều thành viên mới, đồng thời cũng thấy rất hài lòng với khả năng võ thuật của Hyori, nên đã quyết định nhận cô vào hội. Ngày hôm sau, cả nhóm tụ tập ở nhà Hazuka để tổ chức một buổi tiệc chào đón thành viên mới. Cô bé hiện tại đã không còn ở trong căn phòng lớn mà ông ngoại mình thuê cho nữa, mà đã chuyển đến nơi này để có thể ở gần Manabe hơn. Sau khi khám phá một vòng căn phòng mới của Hazuka mà không tìm được thứ gì hay ho, ba cô gái đã quyết định vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Nhìn thấy dáng vẻ Hazuka mặc tạp dề, Manabe không nhịn được lại để đầu óc của mình đi hơi xa, khiến cho cô bé lại phải lên tiếng ngăn lại. Do đều không sống với mẹ từ nhỏ, nên khả năng nấu nướng của Hazuka và Iriko đều rất ổn, đến ông anh khó tính Muruto cũng phải lên tiếng thừa nhận nấu ăn là một trong số ít những ưu điểm của Iriko, chỉ riêng món của Hyori là chẳng ai có can đảm để động vào cả. Sau khi ăn xong, cả bọn đã cùng nhau xem phim, cùng nhau chụp một bức ảnh mới có mặt đầy đủ các thành viên và cuối cùng là cùng nhau đi ngủ. Đêm đó, Iriko thức dậy để đi vệ sinh, lúc quay về thì lại bất ngờ bắt gặp cảnh nóng của hai bạn trẻ này nên đã nhanh tay chụp lại. Sáng hôm sau, Iriko bí mật gửi bức ảnh đó vào điện thoại của Hazuka, còn chỉ cho Manabe xem một lần xong xóa đi, khiến cậu ta vô cùng đau khổ. Trước khi về, Manabe đã lấy ra một tờ rơi quảng cáo nhìn rất hài hước của gia đình Hyori, rồi đưa cho Hazuka và nói đó là quà tân gia. Tuy nói với Manabe cười nhạo sau lưng Hyori là không tốt, thế nhưng sự thực là Hazuka cũng không thể làm chủ được bản thân với thứ bánh cuốn này. Ngày hôm sau khi đến lớp, Hazuka luôn phải cố nhịn cười mỗi khi đứng trước mặt Hyori, lại thêm cả sự chọc ghẹo của Manabe khiến cho cô bé càng thêm chật vật. Do nhịn cười quá lâu nên Hazuka đã bị đau bụng và không để ý đến chuyện đăng ký môn thi trong hội thao sắp tới, vì vậy lớp trưởng đã phân cho cô bé tham gia chạy tiếp sức. Đối với người hậu đậu và yếu ớt như Hazuka thì đây chẳng khác nào ác mộng. Hyori còn tội nghiệp hơn khi liên tục bị đổ lỗi là nguyên nhân gây ra chuyện này mà chẳng hiểu tại sao. Tiếp đó, Hazuka đã phải trải qua một cuộc huấn luyện vô cùng nghiêm khắc của Iriko để cổ vũ tinh thần cho cô bé. Manabe đã đặc biệt chuẩn bị một vật phẩm khích lệ khá ấn tượng, nhưng dường như không được Hazuka yêu thích cho lắm. Đến ngày diễn ra hội thi, khi nhận được yêu cầu đi tìm một con sâu, Manabe đã ngay lập tức lôi Hyori đến chỗ giám khảo để rồi bị cô đấm cho không trượt phát nào. Đến phần thi chạy tiếp sức của Hazuka, nhờ sự cổ vũ của hội ESP, cô bé đã tự tin hơn rất nhiều và thể hiện khá tốt trong phần thi của mình. Chưa dừng lại ở đó, nghe theo lời kêu gọi của Manabe, những bạn học khác trong lớp cũng bắt đầu đứng lên và cổ vũ cho Hazuka, khiến cho cô bé như được tiếp thêm sức mạnh, để rồi sau đó cố quá thành quá cố và bị ngã sấp mặt không để đâu cho hết nhục. Về nhà với tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, thế nhưng chỉ vừa nhìn vào thứ bảo bối này, Hazuka đã ngay lập tức cảm thấy vui vẻ trở lại. Sau kỳ thi, cả nhóm kéo quân đến dinh thự khổng lồ của nhà Hazuka để nghỉ hè theo lời mời của cô bé. Vừa bước xuống sân ga, ông ngoại của Hazuka và sư trụ trì đã có mặt để xúc cả lũ lên con limo đậm chất quý tộc và đón tiếp vô cùng nhiệt tình. Đang nói chuyện vui vẻ, Genzu đột nhiên nhắc lại về chuyện Manabe bị ăn đập lần trước khiến cho Hyori vô cùng ngại ngùng. Có vẻ như Genzu vẫn còn đang ghim cô vì trước đây đã dám bắt nạt Hazuka. Bất ngờ là sau đó cả bọn không được đưa về dinh thự mà lại bị thả ở trước cổng của một tòa nhà bỏ hoang. Theo lời của Genzu thì nơi đây từng là một khu thí nghiệm bí mật về khả năng ngoại cảm, thế nhưng sau đó đã bị hủy diệt do không thể khống chế được sức mạnh tâm linh. Vì vậy Genzu cho rằng tòa nhà này rất thích hợp với hội ESP nên sẽ để cả bọn ở lại đây để khám phá. Sau khi vào bên trong tòa nhà và bị truy đuổi bởi một đám quái vật, năm người nhanh chóng thoát ra khỏi đó rồi đứng hình trước khung cảnh rực rỡ trước mặt. Thì ra sau khi biết cháu gái lần đầu tiên dẫn bạn về chơi, Genzu đã lập ra công viên giải trí này để kỷ niệm dịp đặc biệt đó và đặt tên nó là Hazuka Land. Đỉnh thật sự luôn. Sáng hôm sau, Hazuka thức dậy sau khi nằm mơ thấy mẹ của mình nên định bước vào một căn phòng cũ để xem thử. Đúng lúc này, Manabe đi đến và hỏi rằng đó có phải là phòng của cô bé không. Tiếp đó thấy Hazuka có vẻ ngập ngừng nên Manabe cũng không hỏi nữa mà rủ cô bé ra bên ngoài chơi. Ra đến bờ biển, cả nhóm mới biết đây là bãi tắm riêng của nhà Hazuka, còn cô bé thì đang há hốc mồm khi nhìn thấy Iriko và Hyori mặc bikini. Chứng kiến cảnh này, năng lực tâm linh của Manabe và ông anh Muruto dường như đồng thời thức tỉnh. Cả hai đều có thể biết chính xác những gì mà Hazuka đang nghĩ trong đầu. Tiếp đó, khi đang thư giãn trong bộ đồ bơi thiếu nhi của mình, Hazuka đột ngột bị một dòng chảy xa bờ cuốn đi. Cũng may Manabe đã xuất hiện kịp thời để cứu cô bé. Quá sợ hãi nên sau đó Hazuka đã ôm Manabe chặt cứng, khiến mặt cậu đỏ như che gấc, còn tay chân thì chẳng biết nên làm gì. Cũng vì những biểu hiện kém cỏi này nên sau khi lên bờ, Manabe đã bị Genzu gọi là đồ yếu đuối. Sau đó, cả nhóm được mời thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn do đầu bếp nổi tiếng chế biến.
Trong lúc ăn, Manabe bất chợt phát hiện Hazuka đang buồn thiu ngồi riêng ở một chỗ với hai phần bento ở trước mặt, nên đã ngay lập tức tiến đến và nói muốn cùng ăn với cô. Vậy là cuối cùng sau vài lần bỏ lỡ, Manabe cũng đã được nếm thử bento do chính tay Hazuka làm và cảm thấy đây là thứ ngon nhất mà cậu từng ăn. Vì suối nước nóng ở gần đó đang tạm thời đóng cửa nên ước mơ tắm chung của cặp đôi biến thái Manabe và Genju cũng bị dập tắt theo. Quyết không đầu hàng số phận, hai người ngay lập tức bắt tay vào việc tự tạo ra một cái ở trong sân nhà, nhưng kết quả là chỉ đào được một mỏ dầu khiến cho cả hai vô cùng bực bội. Sau mấy ngày ăn chơi tưng bừng, cả nhóm phải rời khỏi đây do Hyori còn một núi bài tập chưa làm xong. Chờ mãi không thấy Hazuka xuống, cả bọn quyết định chia ra tìm thì đột nhiên Genju gọi Manabe lại để nói một điều gì đó. Hazuka lúc này đang ở trong căn phòng cũ lúc trước. Cô bé nói với sư trụ trì rằng đã rất lâu rồi cô chưa bước vào đây, nên chưa từng nhận ra nó lại nhỏ bé như vậy. Hồi nhỏ nơi này giống như cả thế giới đối với Hazuka, thế nhưng hiện tại cô bé đã có thể tự tin bước ra khỏi đây vì cô đã có được những người bạn tốt luôn chờ đợi mình. Sau khi trở về thành phố, do vẫn còn trong kỳ nghỉ hè, nên Hazuka đã quyết định gọi điện rủ Manabe đi dạo nhưng không thấy cậu ta bắt máy. Tình trạng tương tự tiếp tục diễn ra trong mấy ngày sau đó khiến cho Hazuka cảm thấy khá buồn vì nghĩ Manabe không thèm nói chuyện với mình. Cô bé còn kể cho Iriko nghe về chuyện lần đây nhất hai người họ gặp nhau, đi bên cạnh Hazuka mà trong đầu của Manabe toàn nhầm bằng cửu trương để che giấu suy nghĩ của mình. Nghe vậy, Iriko cũng đã đánh hơi được mùi mờ ám liền quyết định cùng cô bé theo dõi Manabe. Muruto nói rằng cậu ta sẽ không tham gia chuyện vớ vẩn này, nhưng vẫn bật mí cho hai cô gái rằng Manabe đang ở nhà ga. Sau khi theo dõi Manabe nhưng bị mất dấu, hai cô gái tình cờ đi qua một con gấu bông đang phát tờ rơi. Tất nhiên là với khả năng đọc suy nghĩ của mình, không khó để Hazuka có thể nhận ra đây chính là Manabe, nhất là khi Iriko lại làm ra hành động này. Sau đó tại một con hẻm nhỏ, Hazuka đã hỏi Manabe tại sao lại phải giữ bí mật chuyện đi làm thêm. Manabe vẫn không trả lời mà lại lẩm nhẩm đọc số pi trong đầu, khiến cho Hazuka cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuy Hazuka hiểu rằng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, thế nhưng cô bé đã quen với việc trước đây Manabe chẳng giấu mình chuyện gì, nên lần này mới cảm thấy nghi ngờ cậu ta. Nhắc đến điều này, đột nhiên trong đầu Iriko hiện lên một đoạn ký ức ngày nhỏ. Khi cô bị bạn bè chế giễu là con gái của kẻ lừa đảo, đã có một soái ca xuất hiện bảo vệ và nói với Iriko rằng cậu ấy tin mẹ của cô thực sự có khả năng ngoại cảm. Sau đó, Iriko cũng khuyên Hazuka nên tin tưởng vào cảm nhận của bản thân, cũng như tin tưởng vào tình cảm mà Manabe dành cho cô. Sau buổi lễ khai giảng học kỳ 2, Manabe kéo Hazuka đến trụ sở của hội ESP và dành cho cô một sự bất ngờ ở đó. Thì ra trước lúc trở về thành phố, Genju đã gọi Manabe lại và nói cho cậu biết hôm nay là sinh nhật của Hazuka, nên Manabe đã quyết định đi làm thêm kiếm tiền để có thể tỏa sáng trong ngày quan trọng này. Tiếp đó mọi người cùng nhau ngồi vào bàn và gửi những lời chúc tốt đẹp đến Hazuka, làm cho cô bé thực sự rất xúc động. Manabe còn tặng cho Hazuka một sợi dây chuyền dễ thương với một tấm ảnh đặc biệt được đặt bên trong, nhưng có vẻ như cô bé lại không thích nó cho lắm. Mấy ngày sau, Hazuka đột nhiên bị sốt nên cả bọn phải chọn ra một người để ở lại chăm sóc cho cô. Manabe nhanh chóng nhận việc này nhưng ba người còn lại đều rất nghi ngờ về nhân phẩm của cậu và bảo Hazuka thử đọc suy nghĩ của Manabe. Bất ngờ là sau đó cô bé lại nói rằng đầu óc của cậu hoàn toàn trong sáng, làm cho không chỉ mọi người mà ngay cả chính Manabe cũng cảm thấy điều này quá là ảo ma. Sau khi mọi người về hết, Manabe thử thêm một lần nữa và biết chắc được rằng Hazuka đã mất đi năng lực đọc ý nghĩ của mình. Nhận thấy đây là cơ hội hiếm có, Manabe liền phát huy trí tưởng tượng của mình một cách tối đa, để rồi sau đó mới nhận ra rằng thiếu đi phản ứng ngượng ngùng của Hazuka thì chẳng còn gì thú vị nữa cả. Đút cháo cho cô bé ăn xong, Manabe định ra về thì đột nhiên Hazuka nói rằng muốn được nắm tay cậu cho đến lúc ngủ. Đối với một tên biến thái như Manabe thì đây thực sự là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên dù đã cố gắng đến mức đó nhưng sau khi việc lộ ra, Manabe tội nghiệp vẫn phải hứng chịu sự chỉ trích từ mọi người và một trận đòn từ Hyori. Bù lại sau đó Iriko đã đưa ra cho Manabe một hình phạt mà cậu rất thích, đó là đưa Hazuka đi chơi riêng, nói cách khác đây chẳng khác nào một buổi hẹn hò cả. Đến ngày đi chơi, dù ngày nào cũng đi học cùng nhau nhưng không khí giữa hai người lần này lại có chút ngượng ngùng. Tiếp đó cả hai đi đến một cửa hàng quần áo nữ, chị chủ cửa hàng còn gọi Manabe là bạn trai của Hazuka khiến cậu ta mất hết lý trí, rồi làm ra một vài hành động quá khích khiến cô bé không chịu nổi mà bỏ ra ngoài. Thấy Hazuka còn đang giận, Manabe liền chạy đi đâu đó, rồi cầm về một cái bánh cá để dỗ dành cô. Tiếp đó hai người đã cùng nhau đi xem phim, ăn kem, chơi với chim bồ câu và cuối cùng là cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm để lồng vào mặt dây chuyền của Hazuka. Lúc này tại phòng của Muruto, Iriko đang đau đầu về việc Hazuka bị mất đi năng lực và nói rằng cô sẽ không thể đạt được mục đích của mình nếu khả năng đọc ý nghĩ của Hazuka bị mất đi vĩnh viễn. Phần tóm tắt thứ hai của bộ này kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy hay đừng quên ấn thích, đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.
tạm biệt.